Quang Lê lộ chuyện nợ nần hàng trăm triệu, vay tiền mua đồ hiệu cả ngàn đô, quẹt thẻ tín dụng quá độ. Nam ca sĩ Quang Lê hiếm hoi kể lại quá khứ nợ nần ít ai biết, đổ nợ hàng trăm triệu vì chi tiêu quá mức thẻ tín dụng, vay tiền cả ngàn đô để mua đồ hiệu, đi diễn khiến ai nghe được cũng phải ngỡ ngàng, sốc nặng. Quang Lê là nam ca sĩ từ lâu đã không còn quá xa lạ đối với những người quan tâm đến âm nhạc, đặc biệt là lớp khán giả yêu thích dòng nhạc dân ca trữ tình. Với bề dày hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, đến nay đã hàng chục năm, Quang Lê hiện cũng đang có được vị thế mà không phải ai cũng có được. Thuộc lớp nghệ sĩ cây đa cây đề, Quang Lê còn là bậc thầy mà các ca sĩ trẻ đều phải ngưỡng mộ, kính nể. Hoạt động sôi nổi ở cả hai thị trường, trong nước và hải ngoại. Chính vì thế, tên tuổi của Quang Lê có độ phủ sóng vô cùng rộng khắp. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, thì đời tư cá nhân của Quang Lê cũng rất được dân tình quan tâm. Ít ai biết, trong quá khứ, Quang Lê từng trải qua thời gian khủng hoảng vì nợ nần lên đến hàng trăm triệu. Mới đây, trên kênh YouTube, anh đã tâm sự với diễn viên Thúy Nga về quá khứ của mình rằng: "Ngày xưa, tôi làm cho một công ty điện tử bán máy karaoke. Khi nào khách mua, tôi sẽ đến gắn dàn máy cho người ta." Nam ca sĩ cho biết đây là công việc giúp anh kiếm tiền trang trải cuộc sống, đồng thời cũng thỏa đam mê ca hát. "Hồi đó, bán karaoke tôi lời nhiều lắm. Tiền công một ngày chỉ có 80 USD, nhưng tôi lời tới 500 USD nhờ bán dây nối kèm theo máy. Tôi mua mỗi lần cả thùng dây, mất cả 1000 USD, nhưng bán hết thì lời 7-8000 USD. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng bán hết được chỗ dây đó, nhiều khi bán 7-8 tháng mới xong. Cơ duyên may mắn, anh được công ty về nghệ thuật có tầm cỡ phát hiện và mời về đầu quân. Nhờ có bài hit đầu tiên là Sương Trắng Miền Quê Ngoại, tôi mới được biết đến và mời show. Khi ấy, 5 bầu show lớn đều mời tôi. Từ lúc nhận lịch đi hát cho các bầu show, tôi mới quyết định nghỉ bán máy karaoke hẳn. Tôi nghĩ, khán giả biết đến tôi rồi nên tôi phải giấu hình ảnh lại, không thể cứ trừ mặt ra bán hàng được. Nhờ việc bán dây máy nên mỗi tháng tôi kiếm cũng được 4-5.000 USD. Nào ngờ kiếm tiền nhanh nhưng anh cũng xài chóng vánh. Giọng ca hải ngoại còn vay tiền tín dụng để mua đồ hiệu nhằm lột xác hình ảnh, dẫn đến nợ nần. Tôi nhớ lúc chuẩn bị đi hát đã đổ nợ tín dụng đến 30.000 USD. Tôi vay để đi mua đồ hiệu, tôi phải đầu tư cho nghề nghiệp của mình. Lúc đi show, tôi còn mua hẳn bộ vest LV giá 6.000 USD để mặc. Đi Paris hát được 7.000 USD tiền cachet, tôi thâm hụt vào đến 3.000 USD vì mua sắm hết sạch tiền. Nhưng chỉ vài tháng sau khi nổi tiếng, tôi đã trả hết nợ tín dụng. Sang năm sau, tôi dành dụm được 200.000 USD để mua căn nhà cho cha mẹ ở. Sau nhiều năm hoạt động giải trí, Quang Lê đang có cachet khủng và khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam ca sĩ có cuộc sống sung túc với biệt thự tiền tỷ, dàn xe sang của các thương hiệu chứ danh, đồ dùng hàng hiệu. Anh thường xuất hiện với những chiếc đồng hồ sắt kim cương có giá từ 600 đến 800 triệu đồng. Anh còn đang sở hữu 3 căn nhà ở Mỹ, trong đó tiền thuế đất phải đóng hàng năm tới 10.000 USD. Sự nghiệp của anh luôn thăng hoa, thì chuyện tình cảm của anh nam ca sĩ lại chưa được trọn vẹn. Vì thế nhiều người hâm mộ thắc mắc vì sao anh độc thân lâu thế. Nam ca sĩ từng nói về lý do độc thân của mình rằng: "Tôi cũng không biết tại sao mình không cưới vợ. Tôi đang làm phim với cậu kỹ thuật dựng ảnh. Bạn ấy nói cố gắng hoàn thành xong vì hẹn 6 giờ tan làm về ăn cơm với vợ. Tôi không hình dung cuộc sống của mình sau khi kết hôn sẽ ra sao. Nghệ sĩ như tôi nhận được quá nhiều yêu thương nên tôi không cảm thấy cô đơn."